tài chính nhô 100 xíu nhé. Hôm nay em đang mới spa xong con xe hai cầu bên đề thắng hơi, gần như một con xe mới nhé. Tại bụng lớn máy 30 đang đông. Con này thì thùng dài 3m2, rộng phủ bì 2m2, lòng thùng là 1m15 nhé. Có bàn thờ trên kia để chở keo hoặc là chở cái bắp luôn. Anh em nó lấy cái này về chở sầu riêng đúng bài luôn, bằng đít thôi. Mấy cái này là mới làm nhé, đèn đó nó mới câu hết. Cầu 3,5 nhịp 2 tầng, con này thì thiếu lốc kê nhé. Anh em lấy em đắp luôn lốc kê, mất lốc ngoài nữa này, đá cắn lốc zin, nhưng mà đi đá nó cắn, cái này chắc phải để lật vào thôi. Trong là gai vẫn đẹp, ben 2T, thùng ở trên dưới U10 ốc đôi hết nhé. Dưới đây là U12, ốc trong cây U10. Đà ngang đây U10 ốc đôi hết nè. Bệ ben nó đây ốc đôi hết. Này U10 đủ nữa, nó bự lắm. U10 dày. Trên dưới thẳng không cong. Máy che rồi đầy đủ hết nè. Có bàn thờ luôn này. Thông đồng số chiến thắng 3,5, xe đi đồng tốc 1,1 nha. Con này đồng gần như tuyệt đối luôn, thắng hơi. Bốt thì xài bốt Asia, khoảng sáng gặp cao lắm, này chắc được 4,5. Học lai rồi thì êm nhẹ, dàn số độ cô giáo, cùng chụp cùng đồ thì bài bán hết rồi. Dè rồi lốp mâm nó đây là mới hết nè. Máy 30 xăng đồng, máy sáng. Trời lớn. Trên có 3 đợt sốc luôn. Cáp nguyên một cáp đầy, cáp 14 đủ. Trời lớn. Máy sáng đẹp, cốt chưa ra luôn. Đầu thì có bung rồi. Lúc trước hai bên là lốp mới nha. Mâm mới. Mâm hơi, bơm trợ lực này là mới hết này. Đèn. Đèn trước, đèn sau. Còi. Tiếng tiếp tai luôn. Bình đề thì gọi S100. Mát. Bình hơi đây. Thùng ở trên này là mới. Coi trong nhà sao anh? Này, làm lên đề cái máy. Máy êm lực nhất. Cái này xài cái bô độ thôi, bỏ bô zin êm. Cái này thì bốt thì bao nhẹ rồi. Đúng một chỗ để garanti lái nhẹ nhàng đấy. Nhận giao lưu đổi bù trừ mọi hình thức luôn nha. Mình ai quan tâm alo 0384545901, Zalo 0983114432, xem xe trực tiếp hiện ra lại. Ok.